Nhiều anh em hay hỏi là dòng khứu da bò cho anh em. Đây mình lên cho anh em một em khứu da bò ngực xám nha. Mình cũng chia sẻ luôn, đối với dòng ngực xám này thì nó là rẻ nhất trong cái dòng da bò. Da bò ngực lan và ngực đỏ thì giá trị nó sẽ cao hơn nha. Nhưng mà nói rẻ thôi, nhưng mà so với dòng mặt má thì giá trị của nó cao hơn rất nhiều nha anh em. Tại vì cái bóng bộ nó to, cặp má nó lớn, và nó có cái độ hiếm á, tại vì nó chỉ có một số vùng của Việt Nam ở trong Tây Nguyên đây và miền Đông Nam Bộ thì nó có, cho nên là giá trị nó sẽ cao hơn nha anh em, vì cái độ hiếm của nó. Sẵn đây mình cũng lên cho anh em một con khứu da bò xám chim bội lở nha anh em. Giá nó cũng sẽ cao gấp đôi gấp ba con mặt mé bình thường nha anh em, cân nhắc nha. Em này thì tố chất khi hót là để nhấp đuôi nhấp cánh. Em này mình sẽ bao múa cho anh em nha. Nó múa như thế nào thì chưa biết, nhưng mà sẽ là bao múa cho anh em. Anh em nào cần một em bội lở về gọt thì kết nối với mình nha. Giá nó cũng sẽ là khá cao. Anh em cân nhắc. Xin cảm ơn anh em.